Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ly Han Văn Cà Phê. Hôm nay mình trang bị một set này để nói chuyện với các bạn. Vì sao? Đây là cái khẩu trang y tế, đây là cái mắt kính phòng hộ y tế và đây là cái nón. Các bạn trang bị cho mình một set này để đi ra đường nha các bạn, để phòng ngừa được khoảng 40% cái virus xâm nhập vào cơ thể nha. Set trang bị này là set trang bị thông dụng, dễ tìm. Các bạn nhớ trang bị cho mình, đừng ra đường một cách thờ ơ vì tình hình virus corona đang phát triển rất là phức tạp. Hiện tại thì Việt Nam đã có 6 ca mắc bệnh nha các bạn, và mình thống kê cho các bạn những con số như vậy. Hiện tại bây giờ đã có 14.000 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc, 300 người, đó là số người, gần 300 người đó là số người chết do virus corona, và gần 90.000 người nghi nhiễm bệnh đang được điều trị tại Trung Quốc. Nghi nhiễm bệnh có nghĩa là sốt cao, chưa xét nghiệm ra, vẫn gọi là nghi nhiễm bệnh. Và mình thông báo với các bạn, đó là những con số, gọi là con số thống kê, được thống kê và các bạn được biết. Còn thực tế thì các bạn cũng biết rồi, con số thực tế lúc nào cũng cao hơn. Một số trường hợp thì nó cao hơn từ 2 lần tới 3 lần, và mình thấy đây cũng vậy. Các bạn cứ vậy mà tính ra là con số thực tế rất là nhiều người mắc bệnh. Và các bạn đừng thờ ơ với căn bệnh này, nó có tiến triển rất là phức tạp. Hiện tại bây giờ virus corona đã đột biến nha các bạn. Từ 3.8 có thể là lên tới 4.2, có nghĩa là cơ số sinh trưởng của con virus này càng ngày càng cao lên. Và tỷ lệ những người mà phát hiện bệnh càng ngày càng trễ đi nha. Thời gian ủ bệnh của virus càng ngày càng cao, có nghĩa là từ 3 tuần tới 4 tuần bạn không thể biết được là bạn có mắc bệnh không, và bạn tiếp xúc những người xung quanh là bạn không biết là mình có truyền bệnh hay không. Không phải là cứ mắc bệnh là ho liền nha các bạn, thời gian ủ bệnh của nó rất là cao nha. Thành ra các bạn nên chú trọng đến vấn đề sức khỏe của mình bằng cách trang bị cho mình một set như vậy, và cầm theo một chai nước như vậy. Đừng có để cái cổ họng của mình khô nha các bạn. Khi cổ họng khô thì virus xâm nhập vào nhanh, và virus xâm nhập vào nhanh thì cái sức đề kháng của mình nó không có thì mình mắc bệnh thôi. Khi mà cổ họng ướt, virus xâm nhập chậm thì cơ thể mình tự động đề kháng, cơ thể mình có cơ chế đề kháng rất là cao nha các bạn. Cơ thể mình sẽ tự động đề kháng và cơ thể mình sẽ diệt virus. Cơ thể mình có thể tự động diệt virus nha các bạn. Các bạn đừng lo lắng quá nha. Các bạn nên giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh và không để cho cổ họng khô thì cơ thể mình sẽ tự động diệt virus. Khi mà virus xâm nhập, cổ họng mình ướt, virus xâm nhập chậm thì cơ chế trong cơ thể mình sẽ tự động tiêu diệt và mình sẽ chống lại được bệnh. Đó là khuyến cáo của bác sĩ ở Canada nha các bạn. Bác sĩ về vi khuẩn học, các bạn nên làm theo nha. Và mình thông báo thêm cho các bạn là hiện tại ngày 26 tháng 1 đó, là thống kê của Trung Quốc nha các bạn, là trước khi thông báo dịch bệnh thì đã có 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán. Và 5 triệu người này đi đâu? Họ vừa quê ăn Tết, họ đi du lịch, họ đi thăm bà con ở nước ngoài. Đó là không kiểm soát được nha các bạn. Và khi mà họ biết là đã có đại dịch thì họ sẽ không về nước đấy nha các bạn. Nhưng khi họ đi thì họ có mắc bệnh hay không? Không biết nha. 5 triệu người này là nguồn lây bệnh, có thể là nguồn lây bệnh khủng khiếp nha các bạn. Thành ra các bạn nên cẩn thận. Mình ở đây mình không hù dọa các bạn nha. Có thể là một số người đi du lịch hay gì đó mang theo mầm bệnh và họ cũng không biết, bản thân họ cũng không biết là họ mang bệnh. Và khi họ đi du lịch rồi thì họ gọi là phát tán cái cơn bệnh này ra thêm nhiều hơn. Và các bạn khi mà đi ra đường, các bạn ngồi ăn ở nhà hàng, các bạn đi chơi ở công viên, các bạn có biết ai bệnh không? Không biết nha các bạn. Không phải ho mới là bệnh đâu. Vì căn bệnh này, cái thời gian ủ bệnh của nó tới 3 tới 4 tuần thì khi mà bạn bệnh lên thì bạn không biết đâu nha.
Nhiều trường hợp thì một tuần sau, thời gian ủ bệnh là một tuần, một tuần sau thì đã phát bệnh, nhiều trường hợp là 3 tới 4 tuần nha các bạn. Nên các bạn nên cẩn trọng sức khỏe, bảo vệ chính bản thân mình bằng cách là trang bị cho mình một sách đi giày. Và hiện tại bây giờ ở Trung Quốc đang có thêm một cơn đại dịch, thêm một cơn đại dịch nữa nha các bạn, đó là dịch H5N1 trên gà nha. Cơn dịch này là mới nha các bạn, ở một cái trang trại có 4.500 con dịch, có con gà chứ, mình xin lỗi, 4.500 con gà là đã bị thiêu hủy nha các bạn. Có nghĩa là phát bệnh, là phát bệnh từ một cái trại gà ở Trung Quốc. Và hiện tại bây giờ số lượng thiêu hủy gà đó là 18.000 con, 18.000 con gà. Cái lo sợ lớn nhất là hiện tại bây giờ là hai cái đại dịch này nó cùng thời điểm, một cái là H5N1, một cái là chủng virus corona Vũ Hán. Khi mà hai cái dịch bệnh này nó cùng thời điểm nó phá thì Trung Quốc thật là phải nói là khó chống đỡ lắm nha các bạn. Thành ra hiện tại bây giờ ở đây mình đang còn ít, các bạn nên tự bảo vệ bản thân mình bằng cách là trang bị thật là tốt khi ra đường. Và những nơi đông người thì thấy ai ho ho thì nên tránh xa ra một tí, và đừng có để cái cổ họng mình khô. Ăn uống nhiều rau củ quả, những cái chất mà có vitamin C, vitamin D để tốt, và phơi nắng nha các bạn, phơi nắng để có vitamin D. Bản thân ánh nắng là diệt virus thì cũng giúp cho các bạn chống chọi được với căn bệnh, chống chọi được với lại cái dịch đại dịch này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Ly Hanh Văn Cà Phê, mình sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin nữa cho các bạn. Cảm ơn các bạn.